rồi, chúng ta đang ở tầng tháp thứ 124 của tòa tháp Al Khalifa. Đây là tòa tháp cao nhất thế giới tính đến thời điểm này tại thành phố Dubai. Đây là tầng 124 và tầng 125 với chiều cao hiện tại so với mặt đất là 425 mét. Tòa tháp này có chiều cao là 828 mét. Đây là chúng ta mới đang ở phần giữa của tòa tháp. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy được toàn cảnh của Dubai. Phía đằng xa là những con kênh đào và nước biển, và một phần là có thể thấy là sa mạc, các tòa nhà thấp ở phía xa và khu trung tâm với tòa building, tòa cao ốc. Tòa cao ốc ở đây. Hệ thống đường xá giao thông cũng rất là hiện đại với rất là nhiều cầu vượt. Khu vực thương mại bên trong tòa cao ốc riêng, và kế bên là rất là nhiều khu vực đang xây dựng, hay là những phía xa là biển. Tòa nhà phía xa này có chiều cao rất là thấp, tương đối thấp theo đúng kiểu đạo Hồi, có chỉ 2 tầng thôi. Chúng ta có thể coi chiếc xe hơi nhỏ xíu như thế nào này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.